là một vị thủ lĩnh luôn tự nhận mình đẹp trai, luôn tự nhận mình soái ca, và đó cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc mà dành cho người lớn. Xin chào đón nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Sao vậy? Dạ mệt. Mệt hả? Bơi ra quá. Ủa? Dạ. Mặc đồ kia cho nó nực, rồi tay cầm thêm cái quạt. Trời nóng quá anh đó. Thì mình muốn đẹp thì mình phải chịu thôi, nhưng mà nóng quá em phải cầm thêm cái quạt nữa. Thời gian sau này anh thấy Khoa luôn luôn có cái quạt trên tay mỗi khi xuất hiện, có cái lý do gì chăng? Dạ tại vì em thích. Thích thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh thì anh nghĩ rằng nếu như mà em cầm cái quạt này sẽ rất là tiện, đúng không? Xe quạt ra quạt, đúng không? Rồi khi nào cần tạo dáng chụp hình, tạo những cái dáng rất khi nào mà chửi người ta thì che cái mặt lại. Cái đó nói xấu người ta. Dạ. Khi nào nói xấu người ta thì che cái miệng lại, thấy không? Còn khi nào mà học trò của em mà không nghe lời cầm quạt khẽ tay. Đó. Còn một cái nữa, nhiều khi mình làm việc mình mệt á, cái mình ngáp. Ủa, cái quạt em mượn nghĩa. Trời ơi. Mà cái khúc trên cái mắt vẫn đẹp long lanh. Cái khúc dưới mình ngáp không ai thấy hết trơn trời. Châu Đăng Khoa là giám đốc âm nhạc của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc mà dành cho người lớn, đến với cái chương trình nhí này trong cái vai trò là thủ lĩnh, chắc hẳn là kinh nghiệm đầy một bụng phải không em? Cũng hên xui lắm anh ơi, tại vì với chương trình người lớn thì em chỉ được đứng sau cánh gà thôi. Nhưng mà em có gọi là cái xác suất mà thành công hơn hai cái thủ lĩnh còn lại. Bởi vì em làm về âm nhạc, cái tai nghe nhạc của em rất là hay, rất là nhạy. Không, em nghĩ cái lý do mà xác suất thành công của em sẽ lớn hơn là tại vì sao? Em quen với ban tổ chức. Hơn. Đúng, tụi em đã gặp nhau hai mùa rồi. Có bỏ nhỏ này kia, có trà sữa, bánh tráng trộn này kia cho ban tổ chức phải không? Dạ đúng. Vậy thì để coi con ngày hôm nay, với cái sự thân thiết mà nó ngoài dòng kiểm soát như vậy, thì Châu Đăng Khoa có giành chiến thắng hay không? Và thủ lĩnh thứ hai cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Cái con người này bây giờ mà hỏi anh là thiệt ra người ta làm cái nghề gì anh cũng không biết luôn em. Thiệt, cái gì cũng có chấm chút xíu vô hết trơn trời á. Diễn viên cũng có vô miếng, thấy không? Rồi đi tham gia các chương trình game show này kia cũng có luôn. Có đi hát luôn anh? Đi hát thì chưa biết ha. Nhiều khi lén lén ở nhà hát mà nó có biết. Em nghe nói là làm chủ shop thời trang nữa. Làm chủ shop này kia rồi đi làm giám khảo nữa em. Trời ơi. Nhiều vai trò lắm nhưng mà chỉ có một cái nét để có thể nhận diện được bạn ta thôi. Đó chính là cái tóc. Cái tóc bánh tiêu. Xuất hiện một cái là dòm thèm ăn bánh tiêu liền lập tức. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ Trịnh Tu Trân. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ai đây? Em Trịnh Tu Trân hả? Dạ đúng. Tao bánh tiêu mày, của anh em, đâu? Em ăn hết bánh tiêu rồi. Em thấy giống cái bánh ít lá gài. Lá gài. Bánh ít lá gài. Sao vợ, tại sao anh lại đi giới thiệu em suốt ngày? Ý như là em không bao giờ chịu tạo kiểu quá. Không, tại vì đó là cái nét đặc trưng của em. Nó nói tới em là người ta nghĩ tới cái tóc bánh tiêu liền là tức hả? Vậy cho em xin 5 phút vô trang điểm. Thôi khỏi, bây giờ chờ em vô em sửa cái tóc xuống nữa nó lâu lắm. Mà nè, bữa nay kiếm đâu cái mặt nạ ngộ nghĩnh vậy? Nó nghe là tự nhiên bây giờ đeo cái mặt nạ như vậy rồi nó che hết cái mặt của em rồi làm sao? Nít ra nó dòm, nó không biết mặt chú Trịnh Tú Trung làm rồi, sao để, nó chọn. Để mở ra nè. Đó, ra cái mặt như vậy thấy không? À, bình thường là kiểu tóc bánh tiêu. Bữa nay bỏ cái bánh tiêu đi thì còn cái mặt bánh bao. Trời ơi quá lắm luôn nè. Áo hai dây này kia rồi màu vàng vàng này kia nữa. Đi chơi với con nít là phải vậy á hả? Dạ không có. Mình phải mặc như vậy nè thì chương trình thương mới cho mình thắng. Mình mà không có đầu tư trang phục là mình sẽ thua. Em ơi, bên kia là người ta có bỏ nhỏ với ban tổ chức rồi. Có trà sữa, có bánh tráng trộn này kia rồi ha. Anh chỉ có bánh bao thôi. Không, tại vì em không có nói nhiều được như bạn. Em không có. Em tới đây không có để mà đôi co vô chân, em tới đây để thắng thôi à. Đến đây để thắng. Dạ. Một cái mục tiêu đơn giản hết sức, đến đây để thắng. Cảm ơn em. Có anh hỏi em tới đây làm gì? Em tới đây để làm gì? Làm đẹp. Em tới đây để thắng ảnh. Làm gì? Để thắng ảnh. Trời ơi, chưa chi mà mấy đội trưởng câu bộ là kèn cửa nhau quá. Mới có hai người thôi, vậy thì cái người còn lại không biết họ sẽ có cái chiêu thức gì ghê gớm đây. Nhưng cái con người này là cái con người cũng không hề ít nói hơn anh một chút nào hết. Bây giờ người ta ra khơi xa. Người ta ra khơi xa, người ta mở nhà hàng ngoài cũng đó. Bán hải sản phải không anh? Đó em ơi. Trời ơi. Coi như là bên đây không có cửa nghe. Bánh tráng trộn, trà sữa, bánh bao là rẻ tiền. Hải sản người ta mới giá trị đúng không? Đây, hãy cùng gặp gỡ với MC Nguyên Khang. Chào em. Chào Trung. Chào Khoa.
Phong cách ông chủ à, phong cách ông chủ. Quý khán xin chào tất cả mọi người. Đứng ở trong thì nghe anh Nghĩa giới thiệu xong em chán ngán quá. Sao vậy? Em không biết là đến tận bây giờ thì anh Nghĩa có nói quá về cái công việc của em không? Tại vì em vẫn đang là người dẫn chương trình thôi. Còn cái công việc kinh doanh hải sản đó là công việc phụ. Nhưng mà em ngồi ở trong em thấy mọi người hôm nay đầu tư quá anh ơi. Em cũng đầu tư chùm lông nè. À, để kể cho anh nghe. Đây không phải là cái chùm lông bình thường thưa anh. Đây là chùm lông của lông đuôi Phượng Hoàng. Đấy, nhà thưa anh đây. Mà sở dĩ có cái mặt nạ là gì? Cái mặt nạ này là cái mặt nạ mà hồi nãy của mà Trịnh Thú Chung đeo đó. Cho nên em có một chút liên quan. Anh đang nhìn gì? Đây thật sự là lông đuôi Phượng Hoàng đó. Thì anh đang thắc mắc cái lông đuôi con Phượng Hoàng nhẹ, sao nhẹ, nhẹ. Rụng nó ngắn ngủn vậy? Vâng, Phượng Hoàng baby anh. Em ơi, cái baby này nó thiệt, cái con gà lâu thì nghe hợp lý hơn. Thấy không? Cái đâu ra con Phượng Hoàng. Nói cho em biết, hai cái con người kia đó là quyết tâm tới đây để giành chiến thắng. Rồi người kia là giành để thắng người này. Em không có nhu cầu giành chiến thắng anh ơi. Mục tiêu của em đến đây là để gặp gỡ, giao lưu là chính. Trời ơi. Giống như thi hoa hậu ha. Thường mấy người mà nói giao lưu học hỏi này kia, mấy người hay về sớm lắm. Bị rớt trước á. Bởi vì ra để mà cứ về nhà học bài á. Về học bài lại. Tức là không có một dành một cái sự quyết tâm nỗ lực. Anh ơi, mình ăn chay phải không? Mình nói nhẹ nhàng nhàng chút để thì cho mấy đứa nhỏ nó phấn đấu. Anh nói như vậy là nhẹ mà Khang. Anh có làm cái gì mà ồn ào đâu. Một miệng anh phải nói lại với ba cái miệng của mấy em mà. Ôi đất ơi, thưa quý vị, bảo là MC chương trình con nít là MC phải hiền. Mà MC này một mình ổng chọi ba đứa luôn nữa quý vị. Một lát nữa khi anh gặp con nít anh sẽ đổi giọng nha. Đâu đâu, nói thử giọng nít coi. Ta ta tăng, ta tăng ơi, ta tăng ơi, ta thẻ hâm. Dễ luôn. Cưng quá, cưng quá.